Dạ anh em, đây là video test nhanh cái đèn Vario 2018 lên bảng mạch tăng sáng Gold. Đây là bảng sử dụng bằng đồng. Thì này mình sẽ thử cho anh em xem. Trước tiên là mở đèn code nè. Anh em có thể thấy rõ là nó phủ xuống đường rất là tốt. Còn đây là passing nè. Bắt xin pha luôn đèn pha này, cái khoảng cách từ đây với cuối con đường kia khoảng tầm 5-70 mét gì đấy. Đây này, cốt thì nó sẽ không có gây chói cho người đối diện này, nó cắt ngang, nó ở dưới sáng nhưng mà trên thì tối nè, còn cái pha này nó sáng thôi. Xe này thì mình đã được thay cùm PCX tắt mở đèn. Còn đây là cái nút vắt xin khóe cùm. Giá cũng rẻ và đồng thời là rất là tiện khi mà mình dùng ngón trỏ mình bấm nè. Đồng thời cái này có thêm là tính toán để khỏi quên xi nhan. Mình cũng tích hợp luôn là hazard, thì mà đang mở xi nhan trái mình đá nhanh qua phải thì nó sẽ mở hazard luôn. Hazard là bốn cái xi nhan cùng chớp. Cái bát sinh này thì nó sẽ tự động sau 1 giây nó sẽ tắt. Mình chỉ có mở đèn thì nó sẽ sáng luôn khi pha thôi. Còn bát sinh nó sẽ tắt. Đó, nhấn bát sinh. Rồi, mạch gold này có giá là 3.200.000 đồng, thì thực hiện nó trong khoảng vòng 1 tiếng. Anh em nào có nhu cầu thì cứ vui lòng gọi cho Long Quách Ram, số điện thoại 0976 93 6788. Mình sẽ tư vấn những cái nhu cầu của anh em và sẽ cho cái giá cả phù hợp nhất với cái chất lượng cao nhất. Xin cảm ơn anh em.